Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Inflavent. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về fan cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần ketoprofen tá dược vừa đủ một viên dạng bào chế viên nang cứng công dụng thuốc được chỉ định trong điều trị viêm khớp dạng thấp hư khớp thoái hóa khớp viêm cuộc sống dính khớp bệnh cơ xương cấp tính và chấn thương trong thể thao, thông kinh hoặc đau sau phẫu thuật, viêm khớp ở bệnh gút cấp tính, đau vai gáy. Cách dùng thuốc dùng đường uống, uống cùng với thức ăn, sữa hoặc với một cốc nước đầy. Tránh dùng đồ uống có cồn để giảm tác dụng có hại đối với đường tiêu hóa của thuốc. Liều dùng bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp hoặc mãn tính hoặc viêm xương khớp hoặc những bệnh cơ xương người lớn một viên một lần, dùng 3 lần mỗi ngày. Có thể tăng liều tới 300 mg mỗi ngày, chia làm nhiều lần. Đau và thống kinh, điều chỉnh liều lượng ketoprofen tùy theo từng người, một viên một lần, một đến hai lần mỗi ngày khi cần. Điều trị ketoprofen ngay từ khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm với ketoprofen hay bất cứ thành phần nào của thuốc. Loét dạ dày, loét hành tá tràng. Co thắt phết quản, hen, viêm mũi nặng và phì mạch hoặc nổi mề đay do aspirin hoặc một thuốc chống viêm không steroid khác gây ra. Sơ gan Suy tim nặng Có nhiều nguy cơ chảy máu Suy thận nặng Trẻ em dưới 18 tuổi Thận trọng khi dùng thuốc Ketoprofen có thể gây giữ nước trong cơ thể và làm tăng nồng độ creatinine trong huyết tương và phải dùng thận trọng ở người suy tim nhẹ và vừa hoặc suy thận nhẹ và vừa, hoặc ở người cao tuổi. Liều tối đa hàng ngày phải giảm và chức năng thận phải được giám sát ở những người bệnh đó. Phải dùng ketoprofen thận trọng ở người có tiền sử loét dạ dày tá tràng. Phải theo dõi chặt chẽ những người bệnh này để phát hiện các dấu hiệu và triệu chứng thủng vết loét hoặc chảy máu đường tiêu hóa. Thuốc uống cùng với thức ăn, sữa hoặc các thuốc chống axit không dùng ketoprofen cho người mang thai đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc khi gần chuyển dạ. Thận trọng không nên sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú. Khi dùng thuốc có thể gặp các tác dụng không mong muốn như đau đầu, chóng mặt. Vậy nên không sử dụng hoặc cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho người lái xe hoặc vận hành máy móc. Tác dụng phụ. Khó tiêu, trướng bụng, đau thượng vị, buồn nôn, ỉa chảy, táo bón, rối loạn chức năng thận, chảy máu dạ dày loét đường tiêu hóa viêm dạ dày nôn chán ăn thần kinh trung ương đau đầu mệt mỏi trầm cảm chóng mặt ủ tai mất ngủ ngứa nổi ban thời gian máu chảy kéo dài huyết niệu phù ngoại vi dối loạn chức năng thận dối loạn thị giác kích thích đường tiêu hóa Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Medisan Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Inflafen, đồng thời biết cách sử dụng Inflafen sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham